giả của A-Family. Xin chào mừng trở lại với cả chương trình Tâm Tình Phái Đẹp tuần này với chủ đề là lửa hôn nhân giữ bao nhiêu là đủ. Sở dĩ là có chủ đề này bởi vì là không chỉ có chị em mà còn có rất là nhiều anh em quan tâm đến và gửi đến rất là nhiều câu hỏi với cả chung một cái nỗi niềm, đó chính là chúng tôi đã kết hôn hoặc là chúng tôi đã trong một khoảng thời gian trong một mối quan hệ đã lâu và bây giờ muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên thi vị hơn, vẫn giữ được những sự nhiệt tình thì phải làm như thế nào. Và hôm nay xin giới thiệu với cả chương trình hai khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là beauty blogger Hanna Nguyễn và beauty blogger Emmy Hoàng. Sở dĩ là chúng ta mời đến đây hai cô gái xinh đẹp này, như là mọi người đã biết rồi đấy, ở trên mạng xã hội thì beauty blogger Hanna rất là nổi tiếng với cả một cuộc sống hôn nhân viên mãn và có một người chồng vô cùng tâm lý và một gia đình vô cùng vui nhộn với cả em bé Minh. Và có một điều là có thể là mọi người không nhiều người biết, nhưng mà hôm nay Liên Anh sẽ xin tiết lộ nhẹ nhẹ, đó chính là beauty blogger Emmy Hoàng trông trẻ trung như thế này thôi nhưng mà là đã có hai em bé và có một người chồng đại gia đứng đằng sau hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc cho gia đình nhỏ, cho nên là hai người chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cùng với cả chị em chúng ta. Chắc là phải cho Emmy đầu tiên là chào mọi người và thứ hai là đính chính luôn, bởi vì Emmy khi mà được mời đến đây không bao giờ nghĩ là được giới thiệu là vợ đại gia hết. Thôi sẽ cho em một lần được giới thiệu như vậy đi. Giới thiệu thế rất là dễ là gây, thứ nhất là gây hiểu lầm này, cái thứ hai nữa là đôi khi có thể là mọi người cũng sẽ không thích lắm đâu. Trong đó thì chồng của Emmy thì cũng không thích được gọi là đại gia, thì có thể là cũng không đúng so với các thực tế một hiện tại. Để mà đến như là bây giờ thì chắc là hai vợ chồng 10 năm vừa rồi thì cũng đã cố gắng rất là nhiều. Và đấy là một sự nương tựa lẫn nhau và hai người là cùng phải nỗ lực hết mức từng ngày một. Nhưng mà có thể là có một điều mà Emmy tự hào, đó là nếu mà được, nếu mà gọi những người phụ nữ mà được làm những gì mà mình yêu thích, được tự do trong sự lựa chọn của mình, đấy là những người như là bà Hoàng của chính mình, thì có lẽ là Emmy cũng tự hào là mình được phép gọi mình là bà Hoàng ở trong một cái khía cạnh có thể gọi là gọi mình là đại gia của chính mình đấy, đúng không ạ? Đúng rồi, đại gia ở đây là vì mình được làm những gì mình thích và được có một người chồng và có một gia đình là luôn luôn hậu thuẫn cho những quyết định của mình. Và nếu mà được chia sẻ thì khi mà hai chị nhận cái chủ đề này thì bản thân hai chị với cả gia đình hay là chồng có cái suy nghĩ hay là có cái cảm nghĩ gì không ạ? Chồng thì là chị chưa có chia sẻ với chồng là tối hôm nay chị làm gì. Chưa có nghĩ gì nhiều. Đây là một chủ đề mà có thể nói là dễ thì dễ nhưng mà khó thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Khó chứ. Bởi vì mỗi người mỗi cảnh, thực sự là không phải là những thứ mà áp dụng được với mình thì sẽ áp dụng được với những người chính khác. Nên là Emmy chỉ nhớ là gần đây Emmy có làm một video clip. Ở trên video clip đấy thì Emmy có chia sẻ với mọi người là cách mà Emmy thường nói chuyện với cả chồng của mình. Thế xong rồi ngay phía dưới đấy là đã có một số những comment của các bạn. Có bạn bảo là phản biện lại và bảo em mà nói chuyện với chồng em như thế này chắc là anh ấy sợ lắm. Bảo là đúng, cũng có thể là trong trường hợp của em thì không phải như vậy. Rồi là do tính cách của mỗi người nữa, phải là one size fit all. Đúng rồi, nên là thực ra thì những cái ngày hôm nay thì Emmy nghĩ là chủ yếu là chia sẻ để cho mọi người tham khảo. Còn thực sự là đối với cả mỗi trường hợp thì lại có những tình huống và những cách thức xử lý rất là Thực ra đây là một cái buổi mà giống như là pillow talk, giống như là chị em mình ngồi chia sẻ với nhau và có thể là mỗi người sẽ có những cái điểm mạnh riêng và bản thân em khi mà em nghe hai chị ấy, chắc chắn là em cũng sẽ học được những cái gọi là cái tip, những cái bí quyết để mà có thể ứng dụng lại với cả trong cái mối quan hệ của em. Nhưng mà một cái điều mà em dám chắc là rất là nhiều người tò mò đó là hai anh chị quen nhau như thế nào ạ? Bắt đầu bằng chị Hanna trước. Rất là nhiều người tò mò với chị về cái câu chuyện này. Thì chị quen anh Hiếu ở sân bay. Lúc đó là chị qua Mỹ là từ bé. Năm lớp 4 thì chị đã đi Mỹ rồi. Xong rồi năm 20 tuổi thì chị có về Việt Nam thăm gia đình và thật ra là thăm một người bạn trai. Thì cái ngày hôm đó là 11 giờ đêm, 12 giờ đêm gì đó, nửa đêm rồi. Thì cái anh bạn trai này đang đứng ở ngoài bãi đổ xe để đợi chị. Thì lúc chị xuống máy bay á, thì hồi xưa mười mấy năm trước á, là sân bay nó vắng người chứ không có như bây giờ đâu. Là có nhiều taxi hơn là người đi du lịch, người travel. Thì lúc đó chị vừa xuống xe thì ông taxi này ổng mới muốn giành khách, thì ổng lấy hết vali của chị lên xe của ổng, thì chị tưởng là chị mất hết
đồ rồi, chị mất hết hành lý rồi, chị đang rất hốt hoảng. Tại vì chị đi Mỹ từ năm 10 tuổi, xong 20 tuổi chị mới đi về lần đầu tiên thì mình rất là bỡ ngỡ. Thì vừa xuống sân bay mất hết đồ, mình đang hốt hoảng đi tìm, thì có một cái anh áo đỏ này rất là dễ thương, anh đến anh hỏi là em có vấn đề gì, có cần anh giúp hay không. Thì chị mới nói là em mất hết đồ rồi, em lo quá. Thì anh áo đỏ này anh mới giúp tìm ra đồ của mình, thì cuối cùng là rõ ràng là đồ của chị không mất. Chị lên taxi chị ngồi, thì chị mới xin số điện thoại của ảnh để chị gọi điện thoại chị cảm ơn. Sau mấy ngày sau á, thì hồi xưa mọi người biết là mình xài những cái loại điện thoại cùi bắp chứ không có phải là smartphone như bây giờ, cho nên cũng không có ngày tháng gì hết trên cái điện thoại. Thì chị dùng một cái máy điện thoại Panasonic rất là nhỏ, xong rồi chị bấm số của ảnh xuống mà chị không biết là chị có bấm cái nút call hay không để nó lưu lại cái số. Thì 3 ngày sau chị mới nhớ là mình phải cảm ơn cái anh này. Thì chị mới tìm trong điện thoại coi cái số nào là số của ảnh, thì có mười mấy số lệnh chị không biết là cái số nào, thì chị bấm đại một số như là phim mười mấy số biết là cái số nào thì bấm đại một số, thì đúng phát ảnh luôn. Ảnh lúc đó ảnh đang bưng quả cho người ta mà ảnh cũng bắt phone lên luôn, giữa đám cưới cũng bắt phone lên alo. Sau đó thì hai người mới hẹn nhau đi để cảm ơn thôi, chứ thật ra cũng chẳng có ý gì cả. Nhưng mà chắc là lần đầu tiên gặp chị là anh đã thích chị rồi. Thì đó là câu chuyện như vậy. Sau này thì cũng có một thời gian rồi cuối cùng hai người mới đến bên nhau. Những gì em hóng hớt được á, thì là câu chuyện của chị Dung rất là ngọt ngào đấy. Thực ra thì hồi đấy là khi mà em đi gặp chồng của mình là từ hồi còn là sinh viên. Thì hồi đấy là đi làm MC của đài truyền hình, thì có một cơ hội là được đi ở đây đi đó, đi du lịch rất là nhiều. Thì đợt đấy là lần đầu tiên đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, thì gặp anh ấy ở hàng bán bưởi. Nên là nói là mọi người bảo đại gia thì sao, quen nhau ở hàng bưởi. Nhưng mà bắt chuyện như thế nào? Thực ra thì là vì lúc đấy thì em đang đi với cả một người bạn, mà người bạn này thì có quen với cả chồng hiện tại của em. Thì em nghĩ là lúc đấy thì mình nghĩ là bởi vì là có quen biết với chị này thì thấy stop lại, thế xong rồi nói chuyện, thế xong rồi sau đó là mời đi ăn, xong rồi lại cũng rất là quan tâm rồi cũng. Nhưng mà có thích liền không? Có thích liền không? Em nghĩ là cũng có đấy. Em có thích liền không? Chưa. Nhưng mà lúc đấy thì cũng thấy là thú vị thôi. Nhưng mà xong rồi thời gian tìm hiểu thì thực ra chồng em về sau này thì kể lại nói rằng là nếu mà lúc đấy mà không đi với em thì chắc là cũng không có stop lại để mà chào người bạn kia đâu. Thì đấy là lời kể của chồng là như thế. Còn cái moment mà em nghĩ là cái thời điểm mà em bắt đầu cảm thấy là quý mến và thích chồng của em, đấy là anh ấy thì hơn em 7 tuổi. Giai đoạn đấy mình vẫn còn là sinh viên, vẫn là mong manh yếu đuối, vẫn còn rất là nhiều tâm sự. Thường thì là buổi đêm thì rất là thích trò chuyện đêm khuya. Anh ấy thì đã là đi làm rồi, gần 30 là tuổi đầu rồi đi rồi, làm rồi mà rồi, nên rồi là nhưng mà vẫn rất là chịu khó là đêm nào cũng ngồi nghe tỉ tê những cái chuyện mà đôi khi nó rất là trẻ con, hoặc là đôi khi nó chỉ là những cái chuyện vụn vặt đối với cả một người mà đã đi làm rất là từng trải. Nhưng mà anh ấy vẫn rất là chịu khó. Vậy là bị săn rồi đó. Vậy là ở trên mạng có chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, thì ở đây là có anh đẹp trai chịu khó buôn dưa lê với tôi, đúng không? Và đấy thì câu chuyện cứ như thế diễn ra. Hoặc có một cái điểm là cũng có liên quan đến bạn trai cũ một chút xíu, là thời điểm đấy thì em cũng vừa chia tay với bạn trai cũ. Thì nó cũng có hơi có một chút thì xúc tác, dẫn đến mọi chuyện là nó sẽ diễn ra nhanh hơn so với cả dự kiến. Vậy là nghe qua câu chuyện của hai chị á, thì em và chắc chắn là các bạn độc giả cũng sẽ có phần nào cảm thấy là giống như là hai chị đã được thích trước, đã được săn đón trước. Thế nên là trong cái cuộc hôn nhân này, trong cái mối quan hệ này là hai chị giống như là được ở chiếu trên vậy đó. Thì chính vì thế cho nên là của mọi người sẽ nghĩ là hai chị được chiều là chuyện đương nhiên. Thì hai chị có cái suy nghĩ gì về cái luồng suy nghĩ này ạ? Ôi, cái việc mà đàn ông chiều mình ngay từ đầu á, đó là và sau khi cưới người ta có chiều mình hay không là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và chồng chị mới nói như này nè, em đừng có bao giờ tin mấy thằng đàn ông mà nó chiều em, nó nói ngọt với em làm đủ thứ. Tại vì một người đàn ông có thể chiều và nói ngọt với cả chục đứa con gái cùng một lần, còn lấy về thì chỉ có lấy một người mà thôi. Thì ảnh thường thường nói với chị như vậy, cho nên đi ra đường giống như là một lời warning là ra đường đừng có nghe các anh ngoài kia tán tỉnh. Chồng em cũng thế đấy chị ạ. Không biết là có phải là vì là muốn trấn an mình là mình đừng có để
dễ bị dụ dỗ hay không, nhưng mà lúc nào cũng nói là em ơi, người ta có thể mua cho em rất là nhiều thứ, có thể là gọi là show off đó, mình hay gọi là thể hiện trước mặt mình, rồi cũng có thể là săn đón chiều chuộng, nhưng mà cái đấy là lúc mà cứ cẩm thôi. Còn thực sự về sau này thì nó là một câu chuyện rất là khác. Rồi để sống với nhau cả mười mấy năm như là chị thì nó hoàn toàn là một câu chuyện khác, làm sao như cái thời mà người ta còn cứ cẩm mình được. Nhưng mà như vậy nó có giống như là cái cách mà các chị em hay là những người lớn trong gia đình hay nói là cứ đợi lấy về đi rồi biết, thì nó có giống như vậy không, hay là nó mang một cái ý nghĩa hơi khác đi ạ? Chị nghĩ là cái câu mà lấy về đi rồi biết là mang một cái tính rất là tiêu cực, giống kiểu như là giành mạch mình trước, giống nhưng như mà thật ra không có niềm tin vào sự hạnh phúc sau hôn nhân đấy. Không, nhưng mà khi mà em nghe câu đấy em cảm thấy là vừa nói thật là vừa hồi hộp vừa sợ mà vừa cảm thấy buồn nữa. Không, hôn nhân nó không có tệ như vậy đâu. Thật ra là hôn nhân của chị nó cũng chẳng khác gì lắm, từ tại vì chị với ảnh yêu nhau 1 năm xong rồi mới cưới nhau, thì cưới nhau tới bây giờ là 13 năm rồi. Và trong 13 năm qua thì chị cũng chẳng thấy nó bị nhàm chán, hoặc là chẳng thấy là nó hết yêu nhau, hoặc là chẳng thấy nó biến thành anh em, có thể là biến thành mẹ con, nhưng mà cái câu chuyện đó là một câu chuyện khác. Thế nhưng mà có một cái câu hỏi á, khi mà mình nói đến gia đình á, không phải lúc nào cũng có thể êm đẹp được. Đúng. Bát đũa trong trạng thì có lúc còn xô nữa. Đúng. Thì những cái lúc mà nhẹ thì là xô bát xô đũa, mà nặng á là sẽ là bất đồng quan điểm, thì lúc đấy hai chị có cái bí quyết nào để cân bằng lại với cả đối tác của mình ạ? Thực ra thì thường những lúc căng thẳng có chứ, có rất nhiều. Căng thẳng từ chuyện là bất đồng quan điểm, căng thẳng từ chuyện là mình có một cái gì đó mình cũng không hài lòng. Có. Thực ra thì nhà của Emmy thì Emmy nghĩ là thuần Việt đấy. Vì Emmy và chồng thì đều là học ở đây, lớn lên ở đây, bây giờ là kinh doanh, có công việc ở đây. Và môi trường xung quanh, rồi bạn bè, rồi gia đình là rất là thuần Việt Nam. Thì cũng sẽ có những vấn đề của một gia đình thuần Việt Nam. Cụ thể ví dụ như là chồng của Emmy thì cũng làm việc kinh doanh, đi rất nhiều, rồi phải gặp gỡ này, rồi cũng phải tịch tùng này. Những cái chuyện đấy là chuyện rất là nhiều. Và Emmy thì có vấn đề là của gái Bắc. Và mọi người, nếu mà mọi người biết gái Bắc rồi thì là thích là người chồng và phải ở nhà, là dành thời gian cho gia đình, chứ không phải ở nhà là không đi làm, mà tức là phải dành thời gian cho gia đình, mình hay gọi là family oriented đó. Rồi đến giờ sau giờ tan tầm thì cố gắng là về nhà sớm nhất có thể. Thì cái đấy nó cũng là một trong những cái mà Emmy nghĩ là phải dung hòa giữa hai vợ chồng. Thì nói chốt lại là một trong những cái kinh nghiệm cho đến bây giờ là lấy nhau được 9 năm, gần sang bước năm thứ 10 rồi, thì lúc nào căng quá thì mình mềm lại, mình làm cho mọi thứ nó dịu lại để cho hai nhưng bên mà chị có thể chia sẻ cụ thể hơn là mềm lại thì như thế nào không? Em đang nghĩ là có khi là tính của anh Sơn với cả tính của chị á hợp nhau ngay từ đầu rồi, nên là kiểu không hợp đâu. Em đi là một người rất là nóng tính, và cái gì đã muốn quyết ấy là làm rất là nhanh, nhưng mà chồng của Emmy thì là một người rất là kỹ tính và phải suy nghĩ thật là thấu đáo thì mới thực hiện. Thì cái đấy là bản thân là về tính cách cũng khác nhau. Chắc bạn già hơn như vậy, tại chồng chị cũng y chang. Chồng chị cũng rất là kỹ tính, và chị thì là nóng tính. Dạ. Đó. Đúng rồi. Cho nên là đấy có ba bà hòa rồi. Nhưng mà đôi khi chưa chắc là trái ngược nhau như thế đã là tệ đâu. Mình có thể là bù đắp cho nhau trong chuyện là ra quyết định này. Còn cái chuyện mà làm mềm lại ở đây, ví dụ chẳng hạn như là một trong những cái mẹo mà Emmy không phải là đến gần đây có một số các chuyên gia tâm lý có chia sẻ thì mình mới áp dụng đâu, mà là cũng đã áp dụng nhiều năm nay rồi, đó là giận nhau không bao giờ giận quá lâu. Thường thì Emmy chỉ có đến ngày thứ hai rồi là sẽ bắt đầu là có những cái động thái. Mình có động thái ở đấy không phải là bởi vì là mình muốn gọi là chủ động làm lành theo dạng và vì mình có lỗi hay là gì đó, mà là chủ yếu là bởi vì Emmy kêu kêu một chút. Mới cả cái gì ấy là Emmy không muốn giữ trong lòng, mình không muốn giữ trong lòng đâu, mà mình ví dụ chẳng hạn như là nói là anh em cảm thấy như thế nào đó là Emmy rất là thường xuyên chia sẻ, không bao giờ mà say nothing, tức là giữ im lặng. Chồng ơi, chồng hiểu đi, phải hiểu là tôi đang giận nhá, phải hiểu rằng vậy là em sẽ là người bắt chuyện trước. Chồng em cũng rất chủ động, thường chồng em cũng không thích giận. À. Nhưng mà đôi khi có những trường hợp anh ấy cũng bực đó, thì
thì anh ấy cũng sẽ một ngày là có thể là anh ấy cũng sẽ hơi tỏ thái độ một chút xíu, nhưng mà thường thì sau đó là hai vợ chồng sẽ có những động thái. Được cái là hai vợ chồng rất chủ động trong chuyện là làm lành. Chủ động trong nhiều chuyện chứ. Chủ động trong chuyện làm lành. Nên là thường thì tình huống nó sẽ dịu lại rất nhanh. Thường sau 1 đến 2 ngày thôi. Mình nghĩ là cái chuyện đó, kể cả những có những cái bất đồng mà nó mang tính chất rất là gay gắt từ cái chuyện là ra quyết định, nhưng mà không bao giờ là mình để cho cái chuyện nó đi rơi vào im lặng và cái căng thẳng kéo dài, và hầu như là chủ động chia sẻ với nhau. Vậy còn chị Na thì sao? Khi mà có lúc nào mà anh Hiếu có một cái điểm gì đấy mà anh Hiếu luôn luôn làm cho chị gọi là phát điên lên không? Nhiều lắm em. Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng mà thật ra là có rất là nhiều thứ chị không thích ở ảnh, và đương nhiên ngược lại chắc là cũng như vậy. Ví dụ như là ảnh nói là ảnh thích một người con gái rất là dịu dàng, nhưng mà chị không phải là như vậy. Rõ ràng là mình hỏi là thế tại sao anh lấy chị? Thì đó, hoặc là nói chung á, là về cơ bản những cái quan điểm sống quan trọng nhất trong cái cách dạy con, trong hôn nhân, trong gia đình, trong sự nghiệp thì là đều đồng ý với nhau cả. Còn những cái mà không đồng ý với nhau, bất đồng với nhau là những cái rất nhỏ, và những cái đó thì hoàn toàn có thể bỏ qua được. Nhưng lúc mà chị Na nói đến cái vấn đề đấy ấy, thì em lại chợt nhớ ra một cái vấn đề mà rất là nhiều chị em gặp phải, rất là nhiều gia đình gặp phải, đó là hai ông bà như là nước với lửa, khác nhau hoàn toàn nhưng mà lại lấy nhau. Có thể là mình sắp xếp, mình thu xếp được trong vòng vài năm, nhưng mà đến một thời điểm mà những cái mâu thuẫn đấy nó dính đến con cái hoặc là dính đến những cái quyết định lớn, gọi là value, gọi là giá trị sống đó, thì lúc đấy thì có bao giờ là hai chị đã gặp phải cái trường hợp đấy chưa? Hay là mọi thứ nó đều là kiểu ok, có thể là cãi nhau những cái chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà đến lúc mà những chuyện lớn thì lại rất đồng ý với nhau rất dễ dàng, thì lúc đấy nó giống như là mình may mắn quá rồi. Thật ra trước khi cưới là chị đã, hồi đó chị mới có 21 tuổi thôi, nhưng mà chị rất là chín chắn trong tình cảm, và chị đã đưa ra những cái yêu cầu cụ thể là đây là cái mà em tin tưởng. Thứ nhất là hoàn toàn tuyệt đối là chung thủy trong hôn nhân, cái là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cách nuôi con sẽ là nuôi con theo khoa học. Cái thứ ba là hai vợ chồng sẽ sử dụng đồng tiền như thế nào, và để chung hay để riêng. Thứ tư là mình sẽ quan hệ đối ngoại nội như thế nào. Thì những cái đó mình đã đồng ý với nhau hết rồi, cho nên là khi mà sống với nhau thì đâu có vấn đề gì lớn lao, chỉ có những cái nhỏ nhỏ như là anh món này anh món kia, hoặc là anh thích cái căn hộ này còn chị thích căn hộ kia, chị thích để co nhà theo hướng này, anh thì thích theo hướng khác. Đó chỉ có là những cái như vậy thôi. Vậy thì đấy là những cái vấn đề mà rất là vĩ mô, rất là to lớn, gọi là tầm, gọi là giá trị sống đó. Nhưng mà nếu mà đi vào những cái chuyện nhỏ nhặt hơn, những cái mà thưởng thức hàng ngày á, thì hai chị có những cái gì mà có thể chia sẻ với cả độc giả về cái cách làm cho mỗi ngày cái mối quan hệ của mình cảm thấy là tươi mới? Thì đối với cả em My thì muốn đối phương cảm thấy mình tươi mới thì trước hết là mình cũng phải cảm thấy là mình tươi mới đó. Còn nếu mà thực sự ngày hôm nay rồi thêm vài ngày nữa mình vẫn thấy mình như vậy, vài tháng sau mình vẫn thấy mình như vậy, kể cả về cuộc sống này, rồi mọi thứ mình làm này, về mặt ngoại hình này, mà mình vẫn thấy mình như vậy mình đi vào một cái gọi là một cái ngõ cụt, một cái routine, mình gọi là cái nó quá là đều như vậy thì làm sao mà những người khác cảm thấy mình tươi mới được. Nên là nói về chuyện đấy thì lại phải nói đến một chút xíu về một cái đức tính của người Việt Nam, nhưng mà đôi khi thì người phụ nữ cũng hơi thiệt thòi một chút xíu, đó là cái tính hy sinh. Bởi vì là thực sự với em My thì em My thấy rằng là một khi đã có chồng có con rồi, người phụ nữ ấy, sẵn lòng, người phụ nữ Việt Nam rất là sẵn lòng hy sinh nhiều thứ cho chồng và cho con của mình. Nhưng mà khi mà hy sinh nhiều quá, đôi khi mình không có thời gian cho mình, không có thời gian để đọc thậm chí là một cuốn sách, mình không có thời gian để mà làm một công việc mà thực sự mình mơ ước. Mà đôi khi mình sẽ tìm một giải pháp rất là an toàn, đi làm công sở, làm một cái gì đó mà để đảm bảo là 8 tiếng một ngày, thời gian còn lại là về với gia đình, rồi nấu cho chồng một bữa ăn ngon. Rồi mình không có thời gian thậm chí là để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình nữa. Nhưng mà đối với cả em thì quan trọng nhất là phải có một sự dung hòa, và khi mình cảm thấy là mình tươi mới, mình cảm thấy mình hài lòng với bản thân mình, và mình luôn luôn có những cái ví dụ chẳng hạn như là về mặt ngoại hình mình luôn luôn có sự đầu tư và chỉnh chu, rồi về mặt trải nghiệm và kiến thức mình cũng có những thứ mới, thì nhưng mình mà phong phú như thế thì người khác mới nhìn thấy mình phong phú được. Nếu mà đối nghịch lại với cả cái góc độ chị Emmy vừa chia sẻ thì chắc chắn là sẽ có những độc giả sẽ có suy nghĩ là
bởi vì chị có điều kiện, bởi vì gia đình chị và chồng chị tạo điều kiện cho chị, thế nên là chị có thể, và cá tính của chị nữa, chắc chắn sẽ người, có câu đó, đó. Đúng. Là người phụ nữ rất là chủ động, gọi là chiến ở trên thương trường, ở trên sự nghiệp đó. Và chị tìm thấy những cái giá trị mới của chị làm mới chị mỗi ngày. Nhưng mà cũng sẽ có những người phụ nữ á, là họ, bản thân họ là hạnh phúc của họ là chăm chút cho gia đình, hạnh phúc của họ là 8 tiếng đi làm về nhà và được chăm chút cho tổ ấm của mình. Nhưng mà bên cạnh hạnh phúc đấy thì họ cũng có lúc, chắc chắn là có lúc họ sẽ, một là bản thân họ sẽ cảm thấy là mình hơi cũ nhỉ. Giờ xung quanh cô Emmy, cô Hana rất là năng động, mình chỉ có một công việc ổn định và đi làm về hàng ngày, hay là thậm chí là có khi bản thân họ chưa kịp nghĩ thì mọi người xung quanh đã nói là ôi cô cũ quá, bảo sao coi chừng này, coi chừng nhé, chồng cô chán cô đấy. Thì nếu mà đặt mình vào những địa vị của những người phụ nữ vậy thì hai chị có cái lời khuyên hoặc là có cái chia sẻ gì không ạ? Emmy thì Emmy nghĩ là cái sự tươi mới và sự thay đổi không nhất thiết là mình phải làm chức nọ chức kia, là phải ông to bà lớn, phải là tay to mặt lớn ở ngoài xã hội để mà mình có thật là nhiều thứ gọi là khiến cho người khác mà thấy mà mình thay đổi mỗi ngày. Sự thay đổi mà Emmy muốn nói ở đây thường thì Emmy chỉ muốn chú trọng vào hai từ thôi, một nó là trải nghiệm và thứ hai nó là kiến thức. Và Emmy nghĩ là cái đấy thì không nhất thiết là mình phải từ bỏ công việc corporate life đi, đừng có làm văn phòng nữa, phải xông pa, phải là khởi nghiệp, phải là tự kinh doanh thì mới là trải nghiệm và kiến thức. Cái đấy nó có thể từ những cái cuốn sách, mình đặt ra cho mình một cái target là mỗi tuần hoặc là bao nhiêu lâu mình phải đọc một cuốn sách. Đấy là đến từ những chuyện là mình phải dành thời gian để mà mình chăm sóc đời sống tinh thần của mình. Mình thích đi du lịch này, hoặc là mình thích gặp gỡ bạn bè mỗi lần, hoặc là tham gia những cái khóa học mới, hoặc là đúng rồi. Thôi, những cái câu lạc bộ đúng không ạ? Hãy chăm chút cho một vài những cái sở thích nào đó của mình thì tất cả những thứ đấy thôi, mình sẽ cảm thấy là mình vô cùng phong phú. Và người chồng mình, khi mà mình chia sẻ điều đấy với người chồng, mà mình thể hiện ra với người chồng, thì người chồng cũng sẽ thấy là mình là một người rất phong phú, thậm chí nhiều lúc còn gây ra bất ngờ đối với cả anh ấy không nghĩ rằng là hóa ra vợ tôi lại tài hoặc là hóa ra là vợ tôi lại để ý đến nhiều thứ như vậy. Nhân nói chuyện về kỹ năng làm mới mình cũng như là gây ngạc nhiên cho chồng, và chắc chắn là một cái chủ đề mà khá là nóng, tuy là kiểu không nổi ở trên mặt báo, nhưng mà đó là rất là nhiều chị em tìm cách làm mới mình bằng cách là đi học những lớp kỹ năng phòng the hoặc là những lớp mà nghệ thuật quyến rũ. Thì hai chị có bao giờ hai chị nghĩ đến hoặc là hai chị đã tham dự những cái khóa học như thế này chưa? Chị là moment of chị thật... cái này là phải nói thật nha, cái này là phải nói thật nha. Thật sự thì chị chưa có bao giờ đến một cái lớp nào cả. Không phải là chị cảm thấy mắc cỡ hay gì đâu, mà tại vì chị chưa có cơ hội thôi. Nhưng mà chị cũng có tìm hiểu các thông tin online, chị thậm chí trong nhà chị có cuốn sách về good sex. Thì chị cũng có đọc các cái thông tin này, và chị rất là cởi mở trong cái việc đó với chồng của mình. Ví dụ như thích cái gì thì chị nói cái đó, chứ chị không nằm im xong rồi xong rồi đợi cho người ta đoán. Không có cái việc đó chị sẽ nói. Và bình thường ở nhà thì nếu em đến nhà chị bất cứ lúc nào em sẽ thấy chị đẹp. Chị sẽ mặc một cái áo ngủ thật đẹp, thật sexy. Hồi nãy trước khi mọi người đến là chị phải đi thay đồ, tại chị đang mặc một cái áo ngủ hơi hở một chút. Rồi đồ lót của chị cũng rất là chăm chút để làm sao cho nó đẹp, tại vì bản thân mình thấy mình sexy, mình mới không chỉ là người khác mình mới tự tin không chỉ là người khác, người ta nhìn vô. Đây là gia đình rất là có yếu tố ngoại lai, vậy còn một gia đình thuần Việt như là chị Emmy thì sao ạ? Emmy cũng không có điều kiện học, bởi vì là thực ra cái Emmy nghĩ là cái giai đoạn mà mình muốn học nhất ý, thì hồi đấy lại chưa có những khóa như thế đâu. Chứ còn nếu mà giả sử có khóa thế chắc là cũng đi học. Nhưng mà đến về sau này thì Emmy mới nghiệm ra một điều rằng là cái gì cũng thế. Và trong việc là giữ lửa hôn nhân cũng là một quá trình phải học hỏi rất nhiều. Học hỏi từ người bạn đời của mình, học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Và những khóa học như thế thì Emmy cũng đã từng nghe, hiền ve cũng nghe giới thiệu ý, thì thấy là cũng rất là hay. Nên là nếu thực sự có điều kiện thì mọi người cũng nên đi học. Còn có một điều mà Emmy cái này cũng chia sẻ nó hơi nhạy cảm một chút xíu, nhưng Emmy thì nghĩ là rất là quan trọng. Đó là đối với cả chị em thì giống như chị Hana nói là mình phải tự tin thì mình mới cảm thấy là mình quyến rũ, và mình mới quyến rũ được người khác. Và sự tự tin ở đây nó đến từ mùi cơ thể rất là nhiều. Mùi cơ thể nói chung hết, nó chung rất là chung.
Và trong đó thì cụ thể ra thì có nhiều cái mùi cơ thể khác nhau, nhưng mà thực sự là mình phải phải để ý và mình chăm chút đến những cái đó. Nó không phải là chỉ yếu tố là về mặt hấp dẫn bên ngoài đâu, nó còn là yếu tố về bệnh lý nữa. Và chị em là phải thực sự là phải tìm được giải pháp cho những vấn đề đấy thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Thế nhưng đấy là chia sẻ xuôi chiều. Còn chia sẻ ngược chiều thì A-Family nhận được những cái câu hỏi nghe chiều chồng như vậy, nghe những cái kỹ năng làm mới mình như vậy, hoặc là những cái lớp học phòng the như vậy. Thì cảm giác giống như là cái vai trò chiều chồng, cái vai trò mà giữ lửa hôn nhân hay là lạc mềm buộc chặt á, thì luôn luôn thuộc về phụ nữ. Vậy thì tại sao cái điều đấy nó không đến từ đàn ông? Thật ra chị không biết, là chị cũng nghe nói là người phụ nữ phải lạc mềm buộc chặt rồi phải giữ lửa, nhưng mà thật ra em biết chị rồi, chị không phải là một người như vậy. Chị không phải là một người nhẹ nhàng, chị không có dạ vâng dạ thưa đi đâu phải báo anh bẩm anh, không có. Người ta thường nói là lạnh mềm buộc chặt là cái vai trò của người phụ nữ, nhưng mà đối với chị, em biết chị rồi đó, chị không phải là một người phụ nữ quá là dịu dàng. Chị cũng đi làm, chị cũng hùng hục như đàn ông, chị còn nóng tính nữa. Thì trong gia đình á, đối với gia đình của chị thì hai bên rất là công bằng. Có nghĩa là cả hai bên đều giữ nhau, chứ không phải là chỉ có một mình chị là phải giữ chồng. Chồng chị cũng vợ như thế này ra đường thì phải giữ chứ, nếu không thằng khác nó của mất sao. Còn về ở trong gia đình, để mà giữ cái lửa hôn nhân đó, đối với chị cái việc mà hẹn hò với nhau, vẫn hẹn hò với nhau như là thời mình còn yêu nhau á, thì là việc rất là quan trọng. Mỗi thứ bảy là ngày mà hai vợ chồng chị hẹn hò đi chơi riêng với nhau, không có con. Ngoài ra ở trong gia đình, để mà chị làm cái tạo ra cái sự tươi mới đó, thì chị là một người phụ nữ độc lập, chị không dựa dẫm vào người đàn ông. Và anh ấy biết á, là chỉ cần anh ấy làm sai với chị hoặc là anh ấy không tốt với chị thì chị hoàn toàn có thể bỏ anh ấy và chị có thể sống một cuộc đời rất là tốt. Thế nhưng mà đấy là cái góc độ của chị Hana, là một người rất là độc lập. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi á, chị em phụ nữ mình á, em nói thật là có những người mà họ chính là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng mà khi động đến cái vấn đề là người chồng không có đầu tư cho mối quan hệ, không có hâm nóng lửa hôn nhân thì họ vẫn không thể bỏ được. Thì chị Emmy nghĩ sao về cái vai trò là giống như là lúc nào cái vai trò lạt mềm buộc chặt cũng vẫn lại quay về người phụ nữ? Emmy thì Emmy nghĩ là không có nhất thiết là phải, tại sao mình cứ phải quan niệm là vợ hay là chồng phải là người lạt mềm buộc chặt. Nếu thực sự mà mình cảm thấy thoải mái với công việc đó và mình thực sự là mình thấy rằng là mình nên làm như thế, vì mình không giữ chồng người khác sẽ người khác giữ dùm, thật sự là như thế, thì mình cứ chủ động. Nhưng mà có một cái điểm mà em thấy là chị Hana nói thì rất là đúng, là sự chủ động ấy thì luôn luôn nên có, nhưng mà không nên là một chiều. Quan trọng nhất là đến phải cuối là cùng nó không phải là một chiều, mà mình phải đưa ra những cái dấu hiệu, mình phải đưa ra những cái signal để mà chồng mình thấy rằng là em đang rất chủ động trong cuộc hôn nhân này và em tôn trọng mối quan hệ này, tôn trọng gia đình này. Nhưng không phải là một chiều. Bởi không vì cái đấy là, nó không thể nào không mãi mãi nghiễm nhiên, đúng không ạ? Cái đấy không thể nào nghiễm nhiên và không thể là mãi mãi là một người buộc, còn một người thì cứ lúc nào cũng cứ phè cứ là vợ hay là chồng, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự em ấy có một câu chuyện rất là hay muốn kể với mọi người, là thực ra mối quan hệ vợ chồng em ấy cũng như là rất nhiều người khác không phải lúc nào cũng lý tưởng đâu, và có những lúc mà cũng đã rất là mình thường là có lúc áp thì mình cũng có những lúc đau. Đâu có cặp nào lý tưởng. Đúng rồi, không thể lý tưởng. Và có những cái lúc mà nó đau, đau rất là đau luôn á, là đi xuống những cái thời điểm mà mình có thể nói rằng là mình là theo đèn thì nó là đèn đỏ, nhưng nó không còn là đèn vàng hay là đèn xanh nữa rồi. Là dấu hiệu báo động đấy. Báo động. Và những lúc đấy ấy, thì Emmy có những cái vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân, và cả cách mà Emmy xử lý ấy, là những lúc đấy không phải là lúc mà những lúc mà mềm mỏng theo dạng như là chỉ nói những lời ngọt ngào gì đấy nữa, mà em ấy rất là nghiêm túc và gọi chồng ra cà phê. Nghe chồng sợ lắm, nghe mà nói chung là vợ mà đi gọi cà phê là một cái gì mà rất là khủng khiếp đối với một người chồng, bởi vì nó báo hiệu là một cái chuyện rất là nghiêm trọng. Nhưng mà đấy, em ấy một lần đấy là hẹn em muốn đi ngồi cà phê và nói chuyện với anh. Không phải nói chuyện ở nhà, em không nói chuyện ở nhà, em không nói chuyện trên giường, em không nói chuyện ở trong bếp, em muốn nói chuyện ở quán cà phê. Và lúc đó thì em có chia sẻ tất cả những vấn đề mà mình đang cảm thấy và mình cũng đang quan sát. Anh có cảm thấy như vậy không? Thực sự đối với cả một người chồng ấy thì có một cái thực tế này là các anh chồng em thấy là thường rất là đơn giản hóa vấn đề. Đấy là một thực tế. Và mọi người hình như là đàn ông suy nghĩ đơn giản, rất đơn giản. Họ và suy nghĩ là đến khi là... chưa đến chừng nào mà mình chưa mở miệng thì mọi chuyện ổn, vẫn là ổn.
và nếu họ họ nghĩ là ừ thì anh vẫn thấy ok, anh vẫn thấy mọi thứ là ổn, à em đừng có nghĩ nhiều, hoặc là không phải, những cái đấy là hoàn toàn là chỉ là suy nghĩ hoặc là phỏng đoán từ một phía thôi. Thì thường thì mọi người rất là nghĩ là mọi thứ rất là đơn giản, và phụ nữ muốn thay đổi suy nghĩ đấy của đàn ông thì mình phải chủ động mà mình nói, chứ đừng đợi người đàn ông hiểu rằng là em đang thấy nó không ổn. Và em ấy gọi ra cà phê, và kết thúc của một cái buổi đấy em ấy có một cái giao ước với cả chồng, và em ấy nói là em muốn có những cái giao ước như thế này với anh. Ví dụ chuyện hẹn hò chúng mình sẽ phải làm như thế nào, ví dụ về chuyện quan hệ vợ chồng em muốn là đó, sẽ có những thứ mà chúng mình sẽ cùng làm với nhau, tới chuyện là have sex cho đến những cái chuyện là mình hôn nhau khi đi ra khỏi nhà, rồi hôn nhau khi mới ngủ dậy, rồi có những cái chuyện ví dụ như là cách chăm con, và tất cả mọi thứ như thế là một cái cam kết và một cái giao ước rất là rõ ràng với cả chồng của em. Và tức là anh ấy thấy rằng là mọi thứ nó rất là rõ ràng, và anh ấy cần phải take action, cần phải hành động cùng với cả mình. Điều đấy làm em cảm giác là lúc nào mình cũng sẽ có cái quyền chủ động để có thể thay đổi, chứ không phải là lúc cưới về không có những cái lãng mạn thì suốt đời phải giống sống như vậy. Có thể đến một cái thời điểm mà chị cảm thấy là chị cần lãng mạn hoặc là chị cần một cái điều mới mẻ thì mình có thể hoàn toàn có thể trao đổi với chồng. Nhưng mà ở đây thì em rất là tò mò là không biết là có khi nào anh Hiếu hay là có khi nào là anh Sơn có những cái hành động mà hâm nóng lửa hôn nhân, hoặc là thể hiện rất là rõ cái sự nỗ lực của mình cho cái cuộc hôn nhân này của mình, không kể trong những chuyện lớn mà những chuyện nhỏ, thì không biết là chị Hana với cả chị Dung có thể chia sẻ được không? Chị chia sẻ cái này thì nó lại nịnh chồng một chín tí có vẻ là hơi bị chán hả? Không, tại vì là chồng của chị như chị nói là chị rất là nóng tính. Cho nên mỗi lần mà cãi nhau á, thì anh ấy luôn là người làm hòa. Và anh ấy sẽ ngồi giải thích. Tại hồi xưa là chị rất là giống các phụ nữ, rất là nhiều phụ nữ khác, là người ta sẽ giải thích một tràng, xong rồi mình sẽ bắt ra mấy câu mà mình không thích, xong mình sẽ cãi lại đó, cái kiểu như vậy, rất là trẻ con. Thì anh có những hôm anh phải ngồi sáng đêm để anh giải thích cho chị biết. Thì sau này chị mới hỏi là tại sao anh lại kiên nhẫn với em như vậy. Thì anh mới bảo là trong tất cả mọi việc anh làm, anh muốn cố gắng hết sức để sau này anh sẽ không bao giờ hối hận. Vậy còn anh Sơn thì sao ạ? Anh Sơn thì rất là thích vào bếp. Hình như là bù trừ. Thực sự là bù trừ, bởi vì là hình như là ở bếp thì anh Sơn cảm thấy thoải mái hơn là em đi. Và anh ấy rất là thích vào bếp, những cái dịp nào mà ví dụ như là thường thì những dịp kỷ niệm này, hoặc là những dịp nào mà cuối tuần thì anh rất là thích vào bếp và chủ tài nấu nướng. Và đối với cả em thì hình ảnh đấy em rất là thích, rất là sexy. Vậy ở đây có ai có được cái may mắn là được chồng tặng cho một cái vật gì đấy giá trị, hoặc là hoa quà vào những cái dịp lễ Tết để mà chụp hình up Facebook không? Cũng có, thực ra với cả em thì có đấy. Một lần là anh ấy, ví dụ như là anh đi Phú Quốc, xong rồi anh khoe là anh phải vào anh xếp hàng anh mua ngọc trai, mà ngọc trai đấy là loại cái màu gì đó em đi, xin lỗi em cũng quên, cái màu này rất là khó kiếm. Thì xong rồi là mua cả bộ cho vợ và về khoe với vợ, là xong rất là hồ hởi, rất là muốn là em đi cảm thấy là thích thú với cả món quà đó. Và thực sự thì được tặng, chồng tặng em đi cũng nghĩ là đấy là một điều cũng rất là thú vị rồi, cho dù là mình thích nhiều hay là mình thích ít thì mình cũng nên trân trọng điều đó. Chị thì chị không có được tặng quà, tại ông xã của chị không phải là một người hay mua hoa mua quà cho vợ. Nhưng mà anh làm một cái này chị rất là cảm động, đó là bình thường mỗi buổi sáng anh đều rót cho chị một ly nước mật ong, và cho dù ngày mà anh giận chị anh vẫn làm. Chính vì thế cho nên là mình cảm thấy là hôn nhân á không phải là một chiều, mà cũng không thể là hôn nhân không giống như là chỉ có đến đám cưới là happily forever after. Nó luôn luôn là một cái hành trình mà hai người cùng phải đồng hành với nhau. Và ông bà ta có câu là gái có công thì chồng chẳng phụ. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là buồn, dù gái có công thì chồng vẫn phụ. Vậy thì hai chị có cái suy nghĩ gì về những cái trường hợp như vậy? Chị á, thì đối với chị không có, thứ nhất chị cũng lớn lên ở nước ngoài nữa, cho nên đối với chị cái câu đó nó không có ý nghĩa lắm. Đối với chị là trong gia đình thì hai người phải có công với nhau. Và có một điều mà chị chưa có bao giờ chia sẻ, đó là chị chưa bao giờ nói với một người đàn ông nào ngoài con của chị là em yêu anh mãi mãi, chưa bao giờ.
ngay cả với chồng chị. Tại vì mình không biết được ngày mai nó như thế nào cả, mình sẽ cố gắng để sống tốt nhất hiện tại. Và đối với chị thì mỗi người sẽ phù hợp với mình ở mỗi thời điểm. Có thể chồng của mình sẽ phù hợp với mình 20 năm này, xong rồi 20 năm khác khi mà mình lớn tuổi thì mình lúc đó là mãn kinh rồi, mình sẽ thay đổi, tính tình của mình sẽ thay đổi, mình sẽ thích một ông khác mình không biết, hoặc là anh sẽ thích một người khác. Thì đối với chị cái việc đó không có quá là đau đớn, không có quá là ghê gớm như là mọi người vẫn nghĩ. Chị không nghĩ là khi mà mình đã lấy một người nào xong rồi mình phải phục tùng người đó, mình phải dính với người đó suốt đời, mà hôn nhân là hai chiều, hai người phải cùng đóng góp, và đến khi nó kết thúc thì vậy. Còn xung quanh em đi thì có khá là nhiều câu chuyện, mà thực ra thì cũng đúng, có những câu chuyện không được vui cho lắm, nhưng mà em nghĩ là kể ra một số những câu chuyện này nó cũng là một cái lời nhắc nhở dành cho tất cả các chị em. Câu chuyện đầu tiên thì cũng là một câu chuyện về người bạn của hai vợ chồng của em đi. Thì hai người này quen nhau từ hồi còn là học sinh, sinh viên, xong rồi học đại học, làm về kỹ sư, tức là làm rất là kỹ thuật. Xong rồi khi mà công việc đầu đời của hai người thì cũng là những công việc mà liên quan đến kỹ thuật nhiều. Hai anh chị đó cưới nhau, và sau đó thì anh ấy rẽ sang một cái hướng khác là anh ấy làm về kinh doanh, làm sales. Và anh ấy thì là một người có rất là có tài về sales và kinh doanh. Và sau một thời gian ngắn thôi thì anh ấy dần dần là sẽ được bổ nhiệm, được thăng chức lên những chức cao hơn. Và đến một lúc thì anh ấy đạt được một đỉnh cao ở trong công nghiệp, ở công sự nghiệp của mình, thì trở thành country manager của một thương hiệu cũng khá là lớn. Thì và đấy cũng là đến cái thời điểm đấy thì cũng không lâu sau đó thì bắt đầu mối quan hệ gặp trục trặc, và sau đó thì là hai anh chị chia tay. Chia tay xong thì một thời gian ngắn sau đó thì anh ấy có người khác, và cũng bắt đầu là hẹn hò, cũng đã quen biết với một người khác và cũng bước tiếp. Còn chị thì vẫn vậy. Và khi mà chia tay nhau thì chị quyết định là chị giành quyền nuôi hai đứa con. Tức là hai anh chị đã có hai đứa con với nhau rồi, và giành quyền nuôi hai đứa con. Và đâu đó, trong một lúc nào đó, cho dù không nhiều không ít, nhưng mà cũng có một chút chạnh lòng khi mà thấy rằng là cũng một thời gian ngắn sau khi chia tay thì anh đã đi bước nữa, trong khi thì chị vẫn ở đây. Dù niềm vui là nuôi dạy hai đứa con đi chăng nữa, nhưng đối với người phụ nữ mà thì một chút chạnh lòng vẫn có. Và đối với cả Emmy thì đấy là một câu chuyện mà Emmy luôn luôn tâm niệm với mình ý, là thứ nhất là trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra, đấy là một điều thực tế. Và trong cả hôn nhân, trong cả cuộc sống, một bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta cũng nên thích nghi với một điều, đó là cái gì cũng sẽ thay đổi, và bản thân chúng ta cũng phải thay đổi đi thôi. Bởi vì chồng của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo năm tháng. Và đừng giữ mãi một quan niệm về một người kỹ sư, của một người làm kỹ thuật chân chất là tốt, nhưng mà đừng mãi như thế. Bởi vì mọi thứ thay đổi, mọi thứ tiến hóa mà, thì mình cũng phải đi theo thôi. Thì cái đấy là cái mà cũng là một cái lời cảnh tỉnh em nghĩ là dành cho nhiều người. Và một câu chuyện thứ hai thì liên quan đến hai anh chị này là những người cũng rất là bận rộn. Và chị ý thì quá bận rộn. Đến lúc sau khi lấy nhau một thời gian thì chị không để ý rằng là đã có những cái gọi là những cái dấu hiệu, cho dù là nho nhỏ thôi, nhưng có vẻ như là có khoảng cách giữa hai vợ chồng. Và chị không có nhiều thời gian dành cho anh. Ví dụ như là ok, đến cuối tuần, hoặc là có những lúc mà chị quá bận bịu với cả công việc, đến một ngày có khi cũng không gọi điện được cho chồng. Và đến một lúc thì anh có người khác, và mối quan hệ của hai vợ chồng là rạn nứt. Và chị trong một thời gian đầu chị cũng tự dằn vặt mình rất nhiều, dằn vặt về chuyện là chị đã không đủ quan tâm, và chị đã không đủ tinh tế để nhận ra rằng là mình không dành nhiều thời gian cho chồng, cũng như là không để ý rằng có những dấu hiệu không ổn trong mối quan hệ đó. Nhưng mà tất nhiên với một cái người mà rất là độc lập, và với một người mà như Emmy thì mình nghĩ rằng là tất nhiên là mối quan hệ thì luôn luôn phải là hai chiều, chứ làm sao mà lúc nào chị cũng là người vung vén, anh cũng phải có trách nhiệm trong chuyện đó. Nhưng mà theo một quan niệm rất là truyền thống của người Việt Nam thì đấy, phụ nữ là người giữ lửa, là phải lạt mềm buộc chặt, thì mình cũng phải quan tâm chăm sóc chồng. Nhưng mà đối với Emmy thì kết lại của cái câu chuyện đấy là dù vợ hay là chồng thì chúng ta vẫn phải luôn rất là tinh tế trong mối quan hệ đấy, và phải thường xuyên là quan tâm và chăm sóc cho đối phương của mình. Thì bởi vì mình không muốn có người thứ ba xem vào mối quan hệ này, nhưng mà đôi khi
trên nếu đường có khoảng đời, cách đúng không chị? Trên đường đời và nếu có khoảng cách, có những cái kẽ hở đấy thì chắc chắn sẽ có chỗ cho một cái nguy cơ, một cái rủi ro nào, thậm chí nhiều lúc không có khoảng cách đâu mà cũng người ta cũng sẽ cố mà chen vào thôi. Thì mình nên là làm như thế nào để thu hẹp khoảng cách của hai vợ chồng? Chị thì nghĩ là ngay cả bản thân mình á, mình còn không thực sự biết là ngày mai mình ra sao á, thì làm sao mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn trao cuộc đời của mình cho một người khác. Cũng đúng, giống như là mình khi mà đến với cái chủ đề này á, thì rất là nhiều cái luồng ý kiến nói là ồ thế giống như là đàn ông là giống loài mà không nịnh, không chăm, không dỗ ngọt thì sẵn sàng là sẽ bỏ đi với người khác à. Cảm giác như là người phụ nữ của mình là ngoài trách nhiệm với con cái, ngoài trách nhiệm với xã hội lại còn phải quàng lên vai mình là phụ nữ ba giỏi. Nhưng mà khi mà đến với cả hai cái câu chuyện vừa rồi á, thì Liên Anh cảm thấy là lúc nào mình cũng sẽ phải chuẩn bị chính cái tâm thế cho bản thân mình và mình vững vàng, và mình sẽ phải cùng đồng hành với cả người chồng dù không biết là tương lai trong cái cuộc hôn nhân mình sẽ có những cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ phải cố gắng đến cái phút cuối cùng, giống như là anh Hiếu nói là mình luôn luôn cố gắng trong từng hành động, từng cái câu chuyện để đến lúc mà có chuyện gì thì mình không hối tiếc nữa, đúng không ạ? Và có một cái câu hỏi mà không phải là có những bạn trẻ trẻ hỏi đâu mà có cả những chị lớn tuổi hỏi nữa, đó là mình không biết nịnh chồng. Em My với cả Hana có thể hướng dẫn một cách nào đấy thì mình có thể nói ngọt được với chồng mình không? Ôi chết rồi, cái này các em My nói với chị là chị không có một điều bình thường thì như chị nói là chị không có phải là chị không biết là chị có ngọt ngào hay không, nhưng mà nghe chồng chị bảo là chưa có ngọt ngào đủ, có thể là vì anh thích hơn, nhưng mà có một điều là chị luôn luôn ủng hộ chồng chị trong bất cứ công việc nào ảnh làm. Anh thích, anh đang đi làm một cái vị trí rất là tốt, xong anh nói là anh muốn nghỉ để anh mở công ty. Chị hoàn toàn ủng hộ. Anh làm bất cứ việc gì, chị đều thấy anh làm rất giỏi và anh làm rất tốt, và chị luôn luôn nói ra điều đó cho anh biết. Và chị luôn luôn nói cho anh biết là chị rất yêu anh. Chị luôn luôn nói như vậy. Tức là luôn luôn nói ra, đúng không ạ? Đúng rồi, luôn luôn nói ra. Nhưng mà đôi khi kiểu mình, em thì em quen nói những cái lời như vậy rồi, nhưng mà bạn bè em á, ngay hay thậm chí như là họ hàng, anh chị em trong gia đình thôi, khi mà thấy em nói ví dụ đơn giản nhất là con yêu mẹ, mọi người cũng cảm rất thấy là đúng rồi, mọi người rất là khó, tại người ta không nói thường xuyên cả. Đúng rồi. Không thường xuyên nói thì mình sẽ rất buồn. Ví dụ chẳng hạn như là Việt Nam mình đôi khi mọi người không quen khen nhau, mọi người thấy là khen nhau thì có vẻ như là nịnh nọt ấy, thấy với cả có vẻ thảo mai, nhưng mà thực ra thì khen cũng là một kỹ năng và khen cũng là một thói quen mà chúng ta nên tập. Thì nói chuyện với chồng cũng thế, thực sự ngày xưa em My cũng hổ báo lắm, nói chung là nói chuyện với chồng hay là nói chuyện với ai thì cũng là hổ báo, nhưng mà đấy thì mọi thứ là một quá trình mà mình phải học tập. Em My để ý xem là những người bạn của mình, rồi để ý những người xung quanh ở cái cách mà họ cư xử, rồi cách mà họ giữ lửa như thế nào, và em My có một sự điều chỉnh. Em My nghĩ là cái đấy nó là một kỹ năng mà mình nên học, tới chuyện là giọng nói của mình nói chuyện với chồng như thế nào, cái cách mình nói với chồng, mình góp ý với chồng ra làm sao, cho đến những cái chuyện là khen ngợi. Em đã chứng kiến những trường hợp mà có thật luôn á, đó là ông chồng á, về nhà thì nói là anh không thích nói những lời xến xúa đâu, anh cũng không cần em phải nói những cái lời xến xúa ngọt ngào đâu, tình yêu chân thật thì không cần phải có những cái màu mè đào tạo như thế. Thế nhưng mà đi ra ngoài á, gái mà nói thì khoái lắm, thích lắm. Đi tiếp khách, em được chứng kiến tận mắt, chứng kiến qua những người thân cận với cả người đàn ông đấy, thì rất là thích được các tiếp viên phục vụ hay là các đối tác nữ, hoặc là thậm chí là một người phụ nữ mà có cơ hội, có bình thường gặp gỡ thôi, thì rất là thích được nghe những lời ngọt ngào và luôn luôn ưu tiên cho những người mà biết nói cái lời ngọt ngào đấy với anh ấy, đúng không? Chắc đây là cái chuyện mà không phải của riêng ai, đúng không ạ? Chắc là đàn ông ngọt ngào bao nhiêu cũng không đủ, như chị nói là chồng chị luôn luôn nói chị là chưa có ngọt ngào đủ, mặc dù em thấy đó. Và lúc mà đi hai vợ chồng đi ra ngoài đường, lúc nào chị cũng rờ ảnh ở đâu đó, rờ mặt hoặc là rờ tay, lúc nào cũng như vậy. Ra ngoài lúc nào cũng nắm tay nhau, ấy đừng nghĩ bậy nha, ra này lúc nào cũng nắm tay nhau, hôn nhau hoài, hầu như ngày nào cũng hôn nhau cả. Đúng đó, thì nhưng mà như vậy còn chưa đủ ngọt ngào đó. Sợ quá. Mà các anh đôi khi nhá, các anh cứ hay nói là ví dụ như là ra ngoài mà nắm tay nhau, như là chồng của em đi ra ngoài nắm tay nhau này, hoặc là quàng vai này, xong rồi hôn nhau ở chốn đông người ấy, các anh hơi ngượng, các anh không biết là anh Hiếu thì như thế nào, nhưng mà anh Sơn nhà em thì hơi ngượng, người thấy là sao phải thế, nhưng mà không, với em thì em rất thích thế. Và
ở một khía cạnh nào đó có thể là anh ấy nói với mình là ôi thôi thôi đừng như thế, nhưng thực ra là anh ấy thích bạn. Đúng. Và tất cả những cử chỉ như thế là thể hiện sự yêu thương của mình. Đấy nên là đôi khi anh ấy cứ bảo là ôi tại sao phải như thế, rồi anh ấy ngại ngùng, nhưng mà em nghĩ là anh thích và mình cũng thích nên là mình cũng muốn làm như thế. Đấy là cử chỉ khẳng định chủ quyền đó chị, khẳng định chủ quyền và khẳng định là em vẫn còn rất nhiều nồng nhiệt và rất là nhiều mối quan tâm với anh, tình cảm với anh. Đấy là cách mà em thể hiện. Dạ. Úi dồi ôi. Và đặc biệt trong hôn nhân ấy thì nếu mà nói đến chồng không thôi thì không đủ, mà còn phải nói đến gia đình chồng nữa, đúng không ạ? Thì việc ngoài việc nịnh chồng, ngoài việc mà vun vén cho gia đình nhỏ của mình á, thì hai chị có bí quyết nào để mà vun vén cho gia đình lớn cũng như là lấy lòng nhà gia đình bên chồng không ạ? Nhất là mẹ chồng chẳng hạn. Chị thì chị cưới mười mấy năm rồi và chưa bao giờ có mâu thuẫn với mẹ chồng. Mâu thuẫn nhỏ cũng không có luôn. Và cái bí quyết là như thế này nè, không phải là hợp nhau hay gì, tại vì chị lớn lên ở một môi trường khác, mẹ chị lại là người Bắc nữa, cho nên là sẽ có những cái mong muốn với con dâu khác với cái mà chị đang có. Nhưng mà chị có một cái bí kíp mà chị nghĩ là ai mà sử dụng cái bí kíp này là không bao giờ sai đâu. Đó là không bao giờ cãi mẹ chồng, không bao giờ nói lại với mẹ chồng, cho dù mẹ có nói những cái mà mình hoàn toàn không có đồng ý, mẹ đưa ra những quan điểm có thể làm mình bực mình cũng không bao giờ cãi lại. Và nếu mà mình muốn góp ý thì mình sẽ thông qua người chồng để góp ý với mẹ, tại vì dù sao họ cũng là mẹ con ruột với nhau. Thì mẹ sẽ không bao giờ giận được chồng lâu, có thể bực mình nhưng mà không bao giờ giận chồng lâu. Còn nếu mà mình mà góp ý với mẹ hoặc là có những mâu thuẫn với mẹ thì nó sẽ rất là khó để gánh gánh, vì thật sự dù sao mình cũng không phải là con ruột, đó là sự thật là như vậy. Thế nhưng mà đôi khi chị có cảm thấy áp lực khi mà nhất là mọi thứ đều phải làm theo ý của mẹ chồng không? À không, chị đâu có làm theo ý của mẹ chồng chị. Chị dạ thôi, chị đồng ý thôi, nhưng mà sau lưng thì có thể chị sẽ làm theo ý của chị. Nó không hoặc phải là cái gì xấu. Với chồng đúng không ạ? Đúng rồi, nó chẳng có gì phải là một cái gì đó xấu xa cả. Tại vì chị cũng chẳng có sống chung với mẹ. Nhưng mà nếu mà cái gì mình đồng ý thì mình làm theo, còn mình không đồng ý thì mình cứ làm theo cách của mình. Vậy còn chị Emmy thì sao ạ? Emmy thì gia đình nhà chồng thì rất là lớn tuổi. Mẹ chồng của Emmy thì lúc mà hai vợ chồng lấy nhau thì mẹ đã gần 70. Thực ra thì chưa một ngày nào làm dâu đâu, nhưng mà với Emmy thì cách mà Emmy gọi là giữ mối quan hệ và giao tiếp với nhà chồng ấy là mình xuất phát từ một thực tế là mình nhỏ lắm, mình còn rất là nhiều thiếu sót và mình còn nhiều vụng về. Nhưng mà Emmy không bao giờ mà gọi là không bao giờ trốn tránh chuyện đấy cả, hay là tự ái, không bao giờ tự ái và luôn luôn thể hiện là con là một đứa con nhỏ và còn rất là nhiều những thứ mà có thể là chưa hoàn hảo. Nếu giả sử mà ví dụ như là từ cái lặt rau, mẹ cũng đã có một cái ý khác, muốn lặt rau theo kiểu ý khác đấy, từ những cái nho nhỏ như thế. Em ấy thấy là đấy là những thứ mà mình phải học thì mẹ cứ dạy con đi. Với lại không có vấn đề gì cả. Thật ra chị cũng có một quan điểm nữa, đó là mẹ rất là cực khổ để nuôi cho mình một người chồng, chăm cho mình, đẻ ra cho mình một người chồng rất là tuyệt vời. Thì những cái nhỏ nhỏ nếu mà mình có thể chiều được thì mình sẽ chiều được, đúng hoặc là mình có thể nhường nhịn và hiếu kính được thì mình nên hiếu kính, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà có một điều may mắn là nhà chồng của Emmy thì cũng rất là công bằng và rất là bình đẳng, là không bao giờ can thiệp quá sâu vào những quyết định của hai vợ chồng. Từ những chuyện là mẹ chồng của em đi tâm lý đến mức độ là chuyện đặt tên con, thường có thể bà cũng thích một cái tên khác nhưng mà không bao giờ áp đặt, thậm chí là còn ngại không nói điều đấy ra cho hai vợ chồng vì sợ là hai vợ chồng lại lấn cấn, lại muốn là thôi thì phải theo ý mẹ. Nên là hầu như là những quyết định quan trọng thì đó là những quyết định của hai vợ chồng. Em nghĩ là sở dĩ là có cái diễm phúc đấy, đó là bởi vì là hai người chồng của hai chị á đều chứng minh được với gia đình, bản thân với gia đình của anh ấy là anh ấy có thể tự lo được gia đình của mình cũng như là tự lo được cho vợ con. Còn nếu mà có những tình trạng mà ba mẹ can thiệp quá sâu thì hầu hết 90% thì em lại thấy nó đến từ cái nguyên nhân là chính người đàn ông chưa chứng minh được là người đàn ông làm chủ được gia đình, nên thành ra là bố mẹ, phụ huynh thì đương nhiên lúc nào cũng sẽ là phải dõi theo con, phải chăm chút con và đôi khi sẽ can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của hai vợ chồng cũng như là nuôi dạy con, đúng không ạ? Nhưng mà nói đến cái việc mà giữ lửa hôn nhân thì ngoài cái việc lấy lòng gia đình chồng thì trong cái thời đại số này, trong cái guồng quay mà thay đổi chóng mặt như hiện nay á, thì hai chị hay là hai gia đình á có thấy là có những cái mà nghệ thuật mới cần phải bổ sung không ạ?
khoe chồng đó. Đúng không? Khoe chồng đó. Em đi thì hay tát anh ấy vô lắm. Bởi vì là cái thứ nhất đấy cũng là một cách để khẳng định chủ quyền. Và cái thứ hai nữa là có những thứ mà mình tát vô để anh ấy cũng đọc. Mình muốn anh ấy đọc này. Sự thể hiện đôi khi có những thứ mà không nói trực tiếp với nhau nhưng mà nói thông qua mạng xã hội cũng là một cách. Thế nhưng mà có nhiều khi ấy, em thấy là trong cái thời đại số này, cái chuyện mà giữ lửa hôn nhân nó đôi khi nó lại trở thành một cái hình thức, giống như là một cái hình thức khoe cho tất cả mọi người. Hoặc là thậm chí là có một cái hình thức giống như là có chuyện gì, kể cả những chuyện mà hai vợ chồng đáng lý ra nên đóng cửa vào nhau thì không kìm được đem lên mạng xã hội hết. Cái đó thật ra là rất là khó để gỡ. Nếu mà mình cãi nhau xong rồi đưa lên mạng xã hội sau này làm lành thì tất cả mọi người đã biết rồi. Thì thật ra đối với chị, cái quan điểm của chị là chỉ có chia sẻ những cái điều ngọt ngào, những điều vui vẻ thôi. Còn những cái mà mình không hài lòng với người ta thì đương nhiên là mình giấu nhẹm đi, rồi mình sẽ nói riêng, đóng cửa bảo nhau. Chứ mình sẽ không bao giờ làm mất mặt người ta ở trên mạng xã hội. Thậm chí có những câu chị bông đùa người ta cứ tưởng là chồng chị sẽ rất giận á, nhưng mà rõ ràng là chị biết tính của chồng chị, những cái đó thì ảnh đều thấy rất là vui và mắc cười, chứ chẳng có cái gì giận hờn cả. Còn nếu mà ảnh khó chịu về một cái gì đó thì chị sẽ không bao giờ đưa lên. Đúng đó. Vậy còn có một cái quan điểm đó là khoe chồng nhiều rồi khen chồng nhiều trên mạng xã hội thì đôi khi lại tạo cơ hội dành cho người thứ ba dễ dàng xen vào hơn, hoặc là sẽ gây ra nhiều những cái phiền toái khác, ví dụ như là sẽ làm cho những người phụ nữ xung quanh dễ dàng gato chẳng hạn. Thì hai chị, nhất là trong cái nghề này, thì hai chị có cái cảm nghĩ gì về cái chuyện này? Chắc cái này chị Hanna chia sẻ. Em đi không gặp phải trường hợp bị gato như thế. Chị không biết là có ai gato hay không, nhưng mà chị là một người mang trái tim ở trên tay áo. Có nghĩa là chị yêu ghét gì đó thì chị sẽ show hết. Khi mà chị hạnh phúc á, chị muốn hét lên cho cả thế giới biết. Và chị không giấu được, thật sự một ngày chị chụp 800 tấm mà chị đã tém, chị lâu lâu chị 2-3 ngày chị mới khoe một tấm, mà có nghĩa là chị đã kềm chế lắm rồi. Chứ thật ra là lúc nào chị cũng, tất cả những khoảnh khắc hai bố con chơi với nhau, hoặc là chồng chị đang làm gì, thậm chí đang ngồi làm việc, chị cũng thấy đáng yêu nữa. Thì thật ra chị đang yêu mà. Đúng, chị muốn bà đúng là tâm trạng khi yêu bà sến. Đúng rồi, chị muốn hết lên cho cả thế giới biết. Rồi chị đi ra đường lúc nào chị cũng nắm tay ảnh, lúc nào chị cũng ôm ảnh hết. Đó là chị không giấu được. Đó thì chị không quan tâm là người xung quanh nghĩ gì. Chị chỉ cần biết là chị đang hạnh phúc và chị đang yêu. Vậy nhưng thôi. Mà đôi khi nó lại là... Và trang cá nhân của chị làm gì kệ chị chứ. Nhưng mà đôi khi nó lại là cái mình không mong muốn đâu. Nhưng đôi khi nó chính là cái cầu nối, hoặc là một cái cánh cửa mở ra khiến cho người thứ ba dễ dàng tiếp cận hơn với cả chồng mình, và xảy ra những chuyện mà đã xảy ra rồi. Là có những chị em mà chỉ, thậm chí là không khoe nhiều nữa, chỉ là những cái hình gia đình bình thường. Và sau đấy là có người con gái khác thấy cô ấy sung sướng quá, thấy chồng cô ấy tốt quá, chủ động tiếp cận, chủ động mồi chài. Thật ra đó, chị nghĩ là đối với chị sẽ không sống cuộc đời của chị trong lo sợ. Chị sẽ sống làm sao chị hạnh phúc ở cái thời điểm đó. Còn nếu mà sau này có một ngày mà ảnh vì một cái cô nào đó thấy cuộc sống của chị hạnh phúc quá, muốn nhào vô, thì là lúc đó là lỗi của chồng chị rồi, nếu anh đáp lại cái việc đó. Còn lúc đó là đồ bỏ rồi, chị không cần. Nhưng mà thực ra thì nếu mà không có mạng xã hội thì rủi ro vẫn có mà. Nguy cơ thì vẫn còn ghê hơn nữa. Âm thầm còn cái này lặng lẽ. Còn bây giờ chồng chị đi đâu ai cũng báo cho chị biết. Đúng rồi, đấy là đúng là power của mạng xã hội, đúng không? Mình người ta biết đấy là chồng mình rồi, đấy là rất là nhiều lần chứ. Ví dụ chẳng hạn như là chồng em đi ăn uống ở bên ngoài này, xong rồi đi nhà hàng này, đi gặp gỡ đối tác này, có khi bạn bè cũng bảo là hôm nay nhìn anh ấy. Thì cái chuyện đấy em nghĩ là nếu mà nhìn một cách tích cực thì nó là như vậy đó. Đúng rồi, thì sẽ có người báo giúp mình đó. Nhưng mà thật ra chị cũng không có canh chồng của chị đâu. Tại vì đối với chị thì nó là dựa trên innocent until proven guilty. Đối với chị là như vậy, là chị sẽ tin người ta đàng hoàng, chính chắn cho tới khi chị bắt gặp một cái gì đó. Thì lúc đó chị sẽ bằng chứng trong tay, đúng không? Đúng rồi, chị không bao giờ ghen tuông nghi ngờ, tại như vậy làm cho mình rất là mệt mỏi. Em nghĩ là cái đấy đúng, mà tâm niệm của em, một cái nguyên tắc của em cũng là một nửa sự thật thì còn tệ hơn là không biết gì. Nên là em không bao giờ cố gắng là giống như kiểu bừa móc hay là, đúng rồi, mà mình cũng không nghi ngờ một cách gọi là nửa vời. Thực sự nếu mà thực đúng. Sự là có những thứ rất là rõ ràng thì nó đã ở đó rồi.
Còn nếu không thì đừng cố gắng nghi ngờ, xong rồi nghĩ ngợi, giả tưởng, giả thuyết. Một nửa sự thật nó kinh khủng. Đúng rồi, mà nếu mà chị đã nghi ngờ thì chắc chắn nó sẽ có linh cảm người phụ nữ, đúng không ạ? Linh cảm người phụ nữ. Không, chị sẽ tìm ra cho được rõ ràng. Chứ chị không có ghen tuông bóng gió thì không có. Và đây có một câu hỏi vừa được gửi đến chương trình, đó chính là tình dục rất là quan trọng trong hôn nhân, nhưng mà nhiều chị em chia sẻ sau những lần sinh nở thì không còn cảm xúc gì với chuyện đấy nữa. Và hai chị có thể chia sẻ bí kíp gì để có thể cải thiện những cái tình trạng này cũng như là những cái tình trạng khác liên quan đến chuyện phòng the không ạ? Đầu tiên thì em cũng muốn nói rằng là thực ra thì sau hai lần sinh nở và đặc biệt là sinh thường thì đúng là đối với cả chị em phụ nữ thì cũng có nhiều thay đổi, và nhưng có những bài tập và có những cách thức để mà mình có thể cải thiện được cô bé của mình. Và em nghĩ là cái đấy rất quan trọng, bởi vì là ở đây nó không phải là chỉ là yếu tố là chồng mình có thích hay không, mà là bản thân mình có cảm xúc trong lúc quan hệ phòng the hay không. Đi đến thăng hoa là phải từ hai phía đúng không? Đúng rồi. Và đối với cả người phụ nữ thì em không biết, em là rất là đặc trưng của người phụ nữ luôn ấy, là nó không phải là chỉ là yếu tố thể xác mà nó là yếu tố về cảm xúc, nó là yếu tố cảm nhận của bản thân mình. Nên là mình trong chuyện đấy mình cũng phải có cảm hứng và mình cảm thấy là mình cũng đạt được những thăng hoa thì mình mới duy trì được, mình mới có những gọi là tần suất nhiều hơn. Được. Vậy là nếu mà em âm thầm em theo dõi chị Emmy á thì em đã thấy là ok, có ngoài tập về vóc dáng ra là còn có cả về cả nước hoa vùng kín. Đúng rồi. Rồi có cả những cái ví dụ như là thường thì Emmy cũng có những mẹo về mặt hít thở. Dạ. Và bản thân mọi người không phải là đợi đến lúc sinh xong thì Emmy mới thực hiện những cái đấy đâu. Đấy là những bài tập đấy đúng không? Những bài tập về mặt hít thở mà mình tập ngay trong lúc ngồi này, trong lúc đi, mình tập luyện cho bản thân mình. Cái bí quyết chủ trị thật ra rất là đơn giản, mà nhiều người phụ nữ sau khi mà có gia đình một thời gian thì người ta sẽ bị một vấn đề, đó là lười không, mà một thời gian mình không làm gì thì nó sẽ càng lười hơn. Còn đối với chị, cái bí kíp đó là phải giữ sao cho nó đều đặn để không bị lười. Vậy thôi. Cái gì cũng phải đều đặn đúng không? Cái gì cũng phải là điều độ đúng không ạ? Và một câu hỏi khác từ một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là hai vợ chồng tôi bình thường thì rất là hợp ý nhau, nhưng cứ đụng đến việc dạy con thì rất là to tiếng và thậm chí là có thể cãi nhau, giận hờn nhau đến 2-3 ngày mới nói chuyện lại. Thì điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến tình cảm vợ chồng, thì hai chị có thể cho tôi lời khuyên về cái việc này không? Thật ra đối với gia đình của chị nghĩ là khi mà có con xong á, rất là dễ có tình trạng hai vợ chồng bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm, tại vì mỗi người sẽ có một cái cách nuôi dạy khác nhau. Và đó là lý do vì sao trước khi có con, chị đã ngồi xuống với chồng và đã thống nhất với nhau là sẽ nuôi con theo cách khoa học. Đồng ý thống nhất như vậy và sẽ đồng ý là chỉ có hai vợ chồng quyết định con mình ăn gì, con mình mặc gì, con mình đi đâu hay là mấy giờ đi ngủ, chứ không có bị nội ngoại can thiệp vào. Thì khi mà hai bên đã thống nhất với nhau được như vậy thì nó ít, rất là ít có vấn đề. Em My cũng không gặp nhiều vấn đề trong chuyện nuôi dạy con lắm, nhưng mà chỉ có một cái là em My thường thì hai vợ chồng cũng thống nhất với nhau, đó là trước mặt em bé thì luôn luôn bố mẹ là một thể thống nhất. Cái đấy là cái luôn mình cố gắng tối đa có thể. Ví dụ chẳng hạn như là có thể những lúc đấy chồng mình đang nói như vậy hoặc là chồng mình hướng dẫn con của mình như vậy, mình sẽ có một ý khác chứ, mình cũng có những cái ý kiến khác chứ. Nhưng mà thường thì những lúc đấy là sẽ cố gắng làm như thế nào đấy để con thấy rằng là bố mẹ luôn là chỉ có một voice thôi. Tức là sẽ cố gắng làm sao, nếu mà đặt em là địa vị của cô ấy thì em sẽ cố gắng làm sao lần sau sẽ cố gắng làm sao để tránh to tiếng đúng không ạ? Và sau đó đúng khi rồi. Mà cánh đúng cửa rồi. Phòng khép lại thì hai vợ chồng có thể trao đổi với nhau, trao đổi thậm chí là có thể là quyết liệt, rất là quyết liệt với nhau trong cái việc là thống nhất một cái phương pháp dạy con thôi, nhưng mà ra ngoài với cả đứa trẻ thì sẽ có một voice chung đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn như là em đi thì thường dành thời gian nhiều cho con hơn, thú thực là như thế, thì em sẽ nhận biết được là con mình thích như thế này, con mình có một cái tính cách hoặc là cá tính như thế nào, con mình thích khen, thích được khen, rồi con của mình là hơi cứng đầu và đôi khi là lúc đầu bạn ấy chưa cởi mở và chưa chủ động, chưa tự tin để mà thể hiện những cái đấy, nhưng mà phải
khen con và phải khích lệ con. Thì có thể có những lúc mà chồng của mình thì cũng chưa đủ mà có những cái hành động để mà khích lệ con nhiều, thì mình cũng sẽ nói rằng là anh ơi, thì con của mình tính, em thấy bạn ấy như thế này này, thì lần sau thì mình nghĩ là mình nên khuyến khích con những thứ như thế này, thì em nghĩ là nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Thì thường là lúc đấy là sau rồi, sau khi mà mọi chuyện kết thúc thì mình coi như là giống như là mình học mà mình áp dụng cho những lần sau. Một câu hỏi khác đó là: chị ơi, chồng em nóng tính, gia trưởng quá, em phải làm sao để anh ấy có thể bớt đi được không? Chị nghĩ chồng em có phải người miền Bắc không? chị sẽ đưa ra một ví dụ này. Cái này là oan cho các anh miền Bắc quá nhỉ, oan quá nhỉ. Không, nhưng mà cũng đúng. Không, nhưng mà về tập trung là số. Bây giờ chị đưa ra một ví dụ, bạn của chị lấy một cái anh này người Bắc rất gia trưởng luôn, rất gia trưởng, nhưng mà ảnh là chị là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, thì về nhà ảnh lúc đầu ảnh thích gia trưởng lắm, nếu mà gặp một người mà phục tùng ảnh là coi như là ảnh làm tới luôn, Nhưng mà vì gặp chị bạn của chị là một người rất là mạnh mẽ và rất là độc lập, cho nên ảnh không có gia trưởng được. Thì chị luôn luôn đùa với chị là thật ra chồng của chị rất là gia trưởng, nhưng mà muốn gia trưởng với chị cũng không được. Chứng tỏ là do người phụ nữ thôi, do người phụ nữ mình có để cho người ta làm như vậy hay không. Đôi khi là mình kiểu mình quá xuôi theo cái quan niệm xã hội chung là người phụ nữ là phải chịu nhịn, nên thành ra là tạo điều kiện cho người chồng có điều kiện hơn để trong việc gia trưởng, đúng không ạ? Cái tạo điều kiện đấy là đôi khi mình bị phụ thuộc đó. Mình phụ thuộc nhiều thứ, mình cũng sẽ theo, phải nương theo chồng của mình. Và chị nghĩ nếu mà cho đàn ông chọn lựa thì chắc là 99.9% sẽ muốn được làm đàn ông gia trưởng. Đúng. Ngay cả chồng chị nghĩ là như vậy. Dạ. Và có một câu hỏi rất là liên quan đến việc mà tự chủ trong cuộc sống. Thì có một người hỏi là: hai chị có cuộc sống thành công về sự nghiệp, kinh tế, nên là có điều kiện dám nghĩ dám làm, muốn gì là làm được đó. Nhưng mà em thì đang phụ thuộc kinh tế với cả chồng quá, thì hai chị có cách nào giúp em cải thiện điều này không? Chị bắt nguồn từ hai bàn tay trắng, chồng chị cũng như vậy, và chị làm được. Thì chị nghĩ là nếu mà người phụ nữ thật sự người ta muốn độc lập, người ta muốn đi làm, thì đó là chọn lựa của họ mà, đúng không? Chị nghĩ bây giờ nếu chị không làm cái nghề của chị thì có rất là nhiều thứ chị có thể làm. Thậm chí chị, nếu mà chị đi giúp việc nhà đi, thì chị sẽ lấy 2-3 job, 2-3 nhà một ngày để chị làm. Thì thật sự là có thể chị có thể work hard hơn, đúng. Là gì? Là chăm chỉ hơn. Ví dụ như bây giờ ít người nhìn vào chị và biết được là chị làm 15-16 tiếng một ngày. Thực ra em nghĩ là ai cũng có thể cố gắng và kiếm tiền được. Thực sự luôn á, ai cũng có thể cố gắng và kiếm tiền được. Thậm chí là bản thân cái suy nghĩ của mình rằng là mình không làm được đâu, rồi mình khó kiếm tiền quá, cũng đã hạn chế chính mình rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà mình nghĩ rằng là ok, bây giờ mình chắc chắn là mình đặt mục tiêu là mình sẽ phải tìm được một công việc mà có thu nhập tốt hơn, hoặc là thậm chí là làm nhiều việc để có thu nhập, chắc chắn là mình sẽ làm được. Chị muốn chia sẻ một cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này là câu chuyện thật của cô giúp việc cũ của chị. Thì cô bị chồng đuổi ra khỏi nhà, không có một bộ đồ luôn á. Chị rất khổ luôn. Vậy mà bây giờ mỗi tháng cổ kiếm được 10 mấy triệu, cổ đi giúp việc nhà 3 nhà trong tuần, mỗi nhà trả cho cổ 5 triệu thì cổ được 15 triệu một tháng. Bây giờ là thẻ tiết kiệm của cổ là có 400 triệu đó. Thì một người mà từ tay trắng như vậy, thậm chí là không có học thức, không có bằng đại học luôn, người ta còn có thể làm như vậy nếu mà người ta cố gắng. Chị nghĩ là chị vẫn có thể làm như vậy. Nếu mà điều kiện không cho phép, chị không được làm cái công việc mà hiện tại chị đang làm, thì chị có thể đi giúp việc. Vậy thì em có một câu hỏi rất là hay dành cho hai chị. Đó là hai chị có nghĩ rằng là kinh tế đóng vai trò chủ chốt trong việc mà giữ lửa hôn nhân không? Em nghĩ là rất quan trọng chứ. Thực ra bởi vì là nếu mà cuộc sống mà quá khó khăn đi, và bế tắc trong chuyện là kiếm được thu nhập, thì đôi khi hàng ngày buổi tối về mình chỉ có nói chuyện với nhau là làm như thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, rồi ngày nào mình cũng sẽ lo là làm như thế nào để lo có tiền cho mình trang trải cuộc sống này, hoặc là muốn cho con đi học trường tốt hơn, cũng rất là lăn tăn ấy. Thì tự nhiên nó giống như là nó cơm áo gạo tiền, nên nó khiến cho cái cảm xúc của mình nó cũng sẽ bị mất đi, rồi mình không thăng hoa được ở trong cuộc sống. Và thực vậy sự thì, vậy thì kể cả người chồng cũng thế nhá, nếu mà người chồng mà không kiếm tiền được á, nó cũng là một cái mối nguy hiểm rất là lớn. Bởi vì là trong một thời gian ngắn, có thể là có những cái vấn đề xảy ra khiến cho là chồng của mình cũng có nhiều khó khăn. Nhưng nếu mà mãi lâu dài, một năm, vài năm vẫn thế, chồng mình vẫn không thể nào mà có được một kinh tế ổn định,
em đi tin chắc rằng là nó ảnh hưởng đến yếu tố cảm xúc rất nhiều. Vậy thì như chị nói thì giống như là kiểu nếu mà không có tiền thì sẽ không có hạnh phúc được ạ? Chị lại nghĩ là thật ra tiền không phải, tiền đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng không, mà nếu mà em vẫn đi theo một cái suy nghĩ là nếu về lâu dài mà kinh tế không vững vàng, thực sự nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân, ảnh hưởng rất nhiều, đảm bảo. Có thể ra thì đúng không? Kinh tế vững vàng ở đây ấy, mỗi người sẽ có một cái chuẩn kinh tế vững vàng khác nhau. Ví dụ như là với chị thì chị phải cho con đi học được trường quốc tế, hoặc là cho con đi học được trường chuyên lớp chọn, hoặc là một cái môi trường mà ít nhất với chị là đảm bảo, với cả một cái mức tiền mà nó khá là lớn. Nhưng mà đối với cả những gia đình bình thường á, thì họ chỉ cần cảm thấy là ok, lo đủ cho con đi đến trường, lo đủ cho con tấm áo, lo đủ cho con bữa cơm là đã rất là đủ rồi. Nhưng mà như vậy thì giống như là nói là không có tiền thì sẽ có một cuộc hôn nhân mà giống như là không hạnh phúc, không hạnh phúc, hay là giống như là phải vấu víu nhau qua ngày. Còn có tiền thì mới có giữ lửa hôn nhân à? Không, quan điểm của chị á là chị nghĩ là chỉ có cần được sống với người mình yêu, đồng lòng với nhau, tôn trọng, yêu thương nhau thì hai vợ chồng có thể đồng cam cộng khổ, có thể tự làm lên. Đây thật ra vợ chồng chị cũng là một điển hình. Hồi xưa khi mà hai vợ chồng lấy nhau cũng là hai bàn tay trắng thôi, xong rồi cùng nhau làm nên. Thì trong cái thời gian mà mới cưới nhau đó, dù kinh tế nó chưa có được như bây giờ, nhưng mà chị cũng không cảm thấy là nó bớt hạnh phúc đi. Có thể là mình sẽ đi du lịch ít hơn, có thể là chị sẽ không mua sắm được đồ hiệu chẳng hạn, nhưng mà có một người tâm đầu ý hợp với mình thì như vậy chị thấy là cũng hạnh phúc rồi. Em nghĩ là tất nhiên là cái yếu tố cảm xúc vẫn là cái yếu tố quyết định. Nhưng mà đối với cả em thì cái thứ nhất là con người cuộc sống phải đi lên, nên là mình nên và mình được quyền là ước mơ cho những thứ cao hơn. Ví dụ như là bây giờ mình đã đạt được cái này thì mình cũng mong muốn là sẽ phải đạt được những cái mà nó cao hơn như thế, trong về mặt cuộc sống, về mặt vật chất cũng như nhưng là mà có những người đâu có tham vọng. Có thể là em có những ước mơ, có những hoài bão, đúng. Nhưng mà có người ta không tham vọng, mà người ta sống qua ngày hạnh phúc cũng được rồi. Thì miễn là làm sao mà cái đối tác của chị phải hợp với mình, hợp với mình và cảm thấy là cùng chí hướng. Còn nếu mà ví dụ mà chị muốn đi lên người ta không vọng, người ta ở một chỗ, thì thực sự đấy nó sẽ là cái rất là nguy hiểm. Giống như là lâu rồi em có đọc trên Facebook của một nhà báo rất là nổi tiếng ạ. Chị ấy kể chuyện là đi qua cái quán hủ tiếu ở đầu ngõ, mà lúc nào cũng thấy hai vợ chồng rất là tíu tít, kể cả là mưa, kể cả là nắng, kể cả là bán ế hay là không, hay là bán đắt, thì hai người rất là tíu tít với nhau. Nghĩa thậm là chí hợp là nhau. Đúng rồi, thậm chí là có những hôm mà hai vợ chồng rõ ràng là biết là đang cơm không lành canh không ngọt á, tức là đá trúng đụng nia với nhau đó. Nhưng mà chỉ một ngày hai ngày là họ làm hề với nhau rồi. Nhưng mà ngay bên cạnh nhà của chị ấy thì có một cặp vợ chồng cổ cồn trí thức làm rất là lớn, và tối ngày hàng xóm không bao giờ nghe thấy tiếng xô bát xô đũa đâu, nhưng mà đùng một ngày chia tay là chia tay, là ly dị. Thì em nghĩ là như là chị Hana nói, là miễn làm sao mà hai người cảm thấy hợp với nhau, hai người đồng quan điểm và có cái chia sẻ trong cuộc sống, đúng không ạ? Chứ còn cái vật chất thì nó cũng chỉ là một cái yếu tố tương đối thôi, đúng không? Tương đối nhưng mà vẫn quan trọng đấy. nhưng mà thôi, kết lại một câu của Hoài Linh mà chị rất thích, đó là tiền bạc là phù du, nhưng mà không có tiền thì phù mò. đúng. Thực ra thì nếu mà em đi mà nói về cái chuyện tham vọng của mình ấy, thì mọi người cũng có thể là có nhiều ý kiến phản biện, nhưng mà để bớt vát lại tìm một cái điểm chung ấy, thì em đi cũng muốn nói rằng là quan trọng nhất là chúng ta biết điểm dừng. Và chúng ta, mình hay gọi là manage expectation của mình ấy, là mình biết quản lý cái kỳ vọng của mình. Nhưng mà đừng dừng lại, tức là phải cố gắng hơn, cố gắng. Cái đấy xã hội có phát triển được bởi vì là chúng ta mỗi người cũng tự là đi lên. Chứ còn nếu mà chúng ta tuổi trẻ mà chúng ta an nhàn quá thì em nghĩ là cũng không nên. Nhưng mà đối với chị thì chị có thể bỏ cả sự nghiệp để ở bên người mình yêu. em cũng thế. Hai người này có thể chia sẻ những điều rất là to lớn, nhưng mà kết lại thì cuối ngày cũng vẫn là hai cô đàn bà thôi. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề là bởi vì là mình cũng rất là tự tin cái chuyện là cho dù mình bỏ sự nghiệp đi chăng nữa mình cũng không chết đói. Đấy, nên là mình mới bỏ được sự nghiệp. Còn nếu mà mình bỏ sự nghiệp đi mà mình chết đói thì là cả một vấn đề. Và Liên Anh mới nhận được một câu hỏi rất là nhiều, chất chứa rất là nhiều tâm sự, đó là: chị ơi,
chồng em rất tốt, rất là chiều vợ thương con, nhưng mà em luôn cảm thấy chơi vơi, không tha thiết gì. Mỗi ngày trôi qua cảm thấy đều rất là nhàn nhạt và không có ý nghĩa gì cả. Em phải làm sao đây? Thực ra thì em nghĩ là trong tình huống như bạn ấy, có thể là có nhiều người cũng sẽ nói rằng là ơ sao bạn sướng thế mà bạn lại còn đúng không rồi. Được. Nhưng mà thực ra thì đã nói đến yếu tố cảm xúc thì nó không phải là một thứ mà chúng ta muốn là được. Không phải là tôi muốn hạnh phúc, tôi chỉ ngồi đấy và tôi nói là tôi muốn hạnh phúc là tôi sẽ hạnh phúc được. Hoặc là hôm nay tôi muốn vui là tôi sẽ vui được. Có nhiều thứ nó tác động vào khiến cho chúng ta không thể vui được. Cũng giống như là một người phụ nữ sẽ trải qua những giai đoạn khủng hoảng như thế. Đặc biệt là ví dụ như là em nghĩ là khi mà chúng ta sinh con, yếu tố cảm xúc nó mong manh lắm, nó vulnerable lắm. Và còn gọi là hormone nữa, đúng là rồi. Còn có những cái chu kỳ khủng hoảng của tuổi, cả tuổi tác nữa. Ví dụ như là chu kỳ khủng hoảng, nếu mà là tuổi của em đi thì là middle life crisis. Còn có những chu kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, có những chu kỳ khủng hoảng tiền mãn kinh. Và có rất là nhiều những cái chu kỳ khủng hoảng như vậy đối với cả phụ nữ. Quan trọng là mình đừng chống lại nó và mình cũng đừng lờ nó đi. Và ở đây là mình nên để cho mọi người xung quanh, chia sẻ với mọi người xung quanh, đặc biệt là chồng của mình, để mọi người cùng thấu hiểu và cùng giúp đỡ. Thì em nghĩ là cái đấy, chứ đừng tự thu mình lại xong rồi luôn luôn nghĩ rằng ôi tôi thấy buồn quá, tôi thấy chán quá, tôi chả có cảm xúc gì với chồng, tôi không thấy có cảm xúc gì với cả mọi thứ xung quanh và mình không hành động. Thực ra là nhiều chị em ấy, thì sẽ có cái suy nghĩ là đúng là thật sự là anh ấy tốt với mình như thế rồi, mình còn đòi gì nữa. Bây giờ mình chia sẻ những chuyện này ra sợ bị phán xét, sợ bị nói là sướng, là rừng mỡ, là sướng mà không biết đường hưởng, không biết trân trọng. Thậm chí là nếu mà đôi khi là nói ra thì sẽ bị đánh giá là đang mơ tưởng những chuyện gì đấy khác. Nhưng mà em thấy là nếu mình giữ trong lòng á, nó còn tệ hơn. Nó còn tệ hơn và nó còn là cái thuốc độc giết chết chính cái gia đình của mình. Thì mình nên chia sẻ ra đúng không ạ? Tất nhiên là còn tùy thuộc vào cách mình chia sẻ như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như là với cả Emmy thì trước khi để chị Hanna chia sẻ cái phần của chị Hanna, thì với Emmy thì thường xuyên là Emmy sẽ chia sẻ trên hướng là hợp tác, tức là trên hướng là đóng góp xây dựng, gọi là constructive. Tức là mình không nói để mà mình phủ nhận, mình nói là ôi em buồn quá, em chán quá, em hết cảm xúc rồi, hay là em hết yêu anh rồi, hay là em không biết phải làm như thế nào. Mà thường là ví dụ như là Emmy sẽ chia sẻ theo hướng là em đang phải trải qua những cái như thế, bây giờ em rất là muốn anh biết và em muốn tìm ra giải pháp và em muốn là chúng ta cùng work on it. Chứ không bắt đầu là kiểu anh làm em cảm thấy thế này, hay là anh làm em, hay là cuộc sống làm em cảm thấy thế kia, đúng không? Tại vì giống như là mỗi lần mà em nghe cái câu đấy em cảm giác như là nặng nề, nó như một đổ lỗi, đúng không? Một lời phán xét. Còn chị thì nếu mà trong trường hợp như vậy, chị sẽ nỗ lực hết mình, chị sẽ nói ra giống như em đi nói, chị sẽ nỗ lực hết mình. Nếu như chị đã nỗ lực hết sức một thời gian dài mà chị vẫn cảm thấy như vậy thì chị sẽ tìm một con đường giải thoát để cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn. Tại vì chị nghĩ là trong hôn nhân nếu mà mình không hạnh phúc á, thì con của mình sẽ cũng không hạnh phúc. Tại trẻ con nó rất là nhạy cảm, nó sẽ biết được. Thì chị nghĩ là chị sẽ tìm một hướng khác, một con đường khác, có thể là không cùng với ảnh nữa. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Không có nghĩa anh tốt không có nghĩa là tốt cho chị. Đó, thì quan trọng ở đây em nghĩ là chúng ta nên tỉnh táo. Chúng ta nên, nó giống như thế này này. Mọi người hay nói là tôi đói, nhưng thực ra lúc đấy không phải là bạn đói mà là bạn đang khát nước, mà bạn nghĩ là bạn đói và bạn ăn, nhưng thực ra là do là bạn đang khát nước. Thì quan trọng nhất là khi mà mình muốn thay đổi, mình phải biết chính xác là liệu đấy có phải là căn nguyên hay không. Thì đôi khi mình thay đổi là mình rời bỏ mối quan hệ này sang một mối quan hệ khác, nhưng chưa chắc đó đã là cái căn nguyên đấy được giải quyết, đúng rồi, và là giải pháp tốt nhất. Đôi giống như khi là nếu có mà những chị thứ nhỏ nhỏ mình lại cứ làm cho nó to to. Dạ, giống như là nếu mà chị ấy cảm thấy là mất phương hướng, hay là cảm thấy mỗi ngày trôi qua không ý nghĩa, thì đôi khi cái căn nguyên nó không đến từ việc chồng chị ấy rất là hết mực yêu chiều, cưng chiều vợ con, mà nó lại đến từ bản thân chị ấy cảm thấy là mình chưa có cái gì mới, hoặc là mình khao khát một cái điều gì đấy. Hoặc đôi khi ví dụ như là chị làm mới chị ý bằng một cái hình thức khác ấy, nó cũng đã là một cái giải pháp rồi, bởi vì là cái vấn đề nó không phải là cái gốc rễ từ cái chuyện là chị hết yêu chồng, mà nó có thể là nó có những cái áp lực hoặc có những cái vấn đề xung quanh từ xã hội. Nhưng mà em cũng đồng quan điểm với các chị Hanna là thực sự nếu mà mình đã biết rõ và sau một thời gian mình cố gắng nỗ lực như thế
và mình vẫn không tìm lại được nguồn cảm hứng thì có lẽ là chúng ta cũng đừng ngại thay đổi. Vậy là trong thời lượng chia sẻ của chương trình Tâm Tình Phái Đẹp hôm nay, và hai khách mời của chúng ta, chị Emmy và chị Hana, đã chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện cũng như là những tâm tư cũng như là những suy nghĩ về vấn đề là giữ lửa hôn nhân bao nhiêu là đủ. Và hy vọng là chương trình đã đem đến những chia sẻ thú vị dành cho quý độc giả. Hy vọng là sẽ được gặp lại quý độc giả trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.